Sáng hôm nay mình đi ra cái chỗ khu vực có cái cây lá cho mình review cho mọi người xem. Cái nón lá này, người ta sẽ hái lá của cái cây này và người ta làm nón nè. Đó. Mình có cái nón của cái cây lá rất là đẹp. Đội rất là mát luôn, bền nữa. Ở lần trước á mình đi Trị An mình có review cái việc mà người ta cắt cái đọt tràm á rồi người ta ươm để trồng nên cái những cái rừng tràm rất là nhiều. Thì mình hôm nay sẽ quay cho mọi người xem cái vườn tràm mà người ta đã trồng nó lên cao và người ta đã thu hoạch. Đây là cái vườn tràm nhỏ mà người ta trồng khoảng tầm 7 tháng nè mọi người. Từ một cái đọt tràm nhỏ như thế này nè mà người ta cắt ra ở vườn ươm á, sau đó người ta đem dưỡng nó cho nó ra rễ rồi ra khu đất để trồng để lên những cái rừng tràm như ở xung quanh sau lưng mình đây. Người ta trồng nên một cái vườn tràm như thế này. Đây là những cái cây còn rất là nhỏ, nó cỡ chừng bắp tay của người lớn thôi. Ở bên đây thì nó sẽ có những cái cây lớn hơn. Những cái cây này thì cỡ bắp chân của người lớn rồi nè. Nó cũng gần đạt đến cái mức độ mà người ta sẽ cưa hạ và người ta lột vỏ để cân ký cái thân rồi. Khi nó vô nhà máy á, là người ta chất lên những cái xe tải rất là lớn để mà vào ta cân. Gần đây có trại người ta nuôi ong á, thì những con ong nó sẽ đến đây nó hút mật của cái tràm này, và mật mật ong mà hút từ cái tràm này nó rất là thơm ngon luôn. Đây là tràm giấy nha mọi người. Nó còn một cái loại tràm nữa, tràm hoa vàng á, tràm bông vàng á, là sẽ đóng bàn ghế tủ đồ rất là tốt, rất là bền. Và mình đang đóng một cái bộ giường bằng ghế. Tràm này nó rất là nhanh lớn cho nên cái thân gỗ nó rất là mềm, nó không có phù hợp để đóng những cái đồ gia dụng mà nó chỉ thích hợp để làm giấy. Ở cái khu vực mình đang đi đây nè, cái vườn tràm 3.000 luôn. Nếu như mà cái vườn tràm bên đây người ta cưa để bán xong rồi cái chừng khoảng đâu một hơn 1 năm sau thì có thể người ta sẽ cưa luôn bên này. Đây là cái khu vực rừng tràm mà người ta thu hoạch nè mọi người. Mình sẽ lại quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Đây là tràm bây giờ người ta đang cưa cắt nó ra rồi lột vỏ tại chỗ luôn. Ấy da. Đây, cái số này đã lột rồi, còn đây chưa nè. Lột xong thì bỏ lên xe này chất. Cái xe này dung cao lên trên thế này nè, lên tới đây luôn đó. Số cây này là còn chưa cưa tới. Nó lột trắng phiêu luôn, tràm giấy mà. Anh em thợ cưa đang nghỉ ngơi. Đây là cây giấy nha, lô tây nha. Dạ. Bóc cái tấm từ lá nha, bắt đầu bóc nó thì tấm lá nó cũng người Việt Nam này. Ba anh em có tôi này. Đây, ảnh đang gắn cái cây ống vào để chất gỗ lên. Nó cao lên tới cỡ đó luôn đó. Cái xe máy cày này nó tải rất là nặng luôn nha. Và đường đi khó đi nhưng mà nó vào vẫn được. Anh em tiếp tục cưa nữa nè.
để cho hết cái vườn luôn. Mọi người thấy không, cây cối rất là nhiều nha, chỉ có mấy cài mới bươn vô nổi thôi. Đó, bây giờ đang vận chuyển lên một cái số cây đã lột rồi. Con đứng lên đi. Trầm giấy đó mọi người, cho nên trong vòng 4 năm mà nó lớn như thế này. Cái đường kính của thân nó khoảng chừng 18 cm rồi. Mọi người thấy không, từ một cái cây nhe, cái con nhánh nhỏ như thế này nè, mà để lên một cái tràm lớn, rồi cắt cưa, rồi lột vỏ, vận chuyển lên tới nhà máy để làm giấy thì cũng khá là công phu á. Tràm hoa vàng này á, người ta trồng ở bờ ranh để giữ đất hoặc là bờ rào ở cái khu nào đó nó lâu năm, bởi vì cái cây này người ta có thể để tới 10 hoặc 15 năm hơn để cho cái thân gỗ nó cứng chắc và nó rất là lâu lớn, để thích hợp đóng những cái sản phẩm đồ gia dụng á. Ở đây có những cái thân rất là to rồi, có những thân thì nó khoảng nửa vòng tay ôm của người lớn, còn có những thân nó cũng bự cỡ người lớn ôm một cái vòng tay luôn á. Những cái thân gỗ cây tràm hoa vàng này tiền không luôn á mọi người. Để nó càng lâu năm thì cái vân gỗ nó lên rất là đẹp. Phân biệt tràm hoa vàng là đây. Cái hoa nó vàng đậm, cái lá nó thì thon nhỏ. Hoa nè, rất là đẹp. Vàng ươm luôn. Còn cái hoa tràm giấy á, thì nó hơi vàng nhạt, trắng trắng. Gỗ tràm hoa vàng mà nó to nửa vòng tay của mình rồi thì cái này là bắt đầu thích hợp để nóng tủ bàn ghế rồi. Mình có gửi cho thợ cái gỗ của cái cây tràm hoa vàng này để đóng một cái bộ giường hộp, nó mà đem về nằm rất là đã luôn.
mình chuẩn bị lấy rồi, chừng tầm khoảng 5 ngày nữa là mình mang về rồi. Sáng hôm nay mình review cho mọi người xem tràm giấy và tràm hoa vàng. Đây là hoa của cây tràm bông vàng nè, nó rất là thơm luôn. Mọi người tiếp tục đăng ký kênh Hiếu Hoàng, hãy ủng hộ cho mình nha, hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nha.